Vụ việc một số người dân ở xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai ngăn hoạt động thi công và xảy ra xô xát với nhóm công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng Mây Hồ vẫn đang thu hút nhiều sự chú ý của dư luận. Câu hỏi được đặt ra lúc này là tại sao lại xảy ra mâu thuẫn như vậy? Lỗi thuộc về người dân hay là nhóm công nhân thủy điện? Hôm nay 15 tháng 3, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã chính thức lên tiếng xung quanh vụ việc này. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, nguyên nhân ban đầu là do trong phạm vi thi công dự án còn 3 hộ dân có trang trại nuôi cá hồi dưới hạ lưu chưa thống nhất được với chủ đầu tư thủy điện Mây Hồ về yêu cầu mức hỗ trợ. Do đó, một số người dân đã ngăn hoạt động thi công và xảy ra xô xát với nhóm người của công ty năng lượng Mây Hồ. Một người dân xã Ngũ Chỉ Sơn cho biết, chủ đầu tư đền bù với giá thấp nên người dân chưa đồng ý. Họ bức xúc khi chưa đạt được thỏa thuận nhưng chủ đầu tư dự án thủy điện Mây Hồ vẫn tiến hành thi công gây ảnh hưởng đến trang trại nuôi cá của các hộ dân trong xã nên đã tập trung để phản đối. Sau đó có một nhóm thanh niên tới cầm theo gậy lao vào đánh người dân nên họ đã phải dùng tới những viên đá để đuổi nhóm người này. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân thị xã Sapa, Ủy ban nhân dân xã Ngũ Chỉ Sơn cùng với các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, chữa trị cho những người bị thương xử lý kiến nghị của người dân, chủ đầu tư thủy điện Mây Hồ và đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Trong khi đó, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa cũng cho biết đã yêu cầu chủ đầu tư thủy điện Mây Hồ xin lỗi người dân.